thì ngày hôm nay một dịch vụ công nghệ rất là đặc biệt, tiên tiến hàng đầu tại Hàn Quốc được cập nhật tại phòng khám da liễu GWC Clinic and Spa. Khách hàng của chúng ta sở hữu một làn da rất là trắng mịn, và chị này thì có một cái sở thích là phun màu hồng nude. Và chúng ta có thể quan sát thấy là môi tự nhiên của chị không có một cái vấn đề về thâm nào hết. Thì khi mà lên màu hồng nude như vậy á, thì nhìn rất là tự nhiên và nhẹ nhàng, giống như những cái bảng màu son mà đang hot trên thị trường bây giờ. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn trẻ chúng ta có một cái thói quen là make up mỗi khi mà trước khi chúng ta phải đi ra ngoài, và mất rất là nhiều thời gian để lựa chọn cái màu son phù hợp với trang phục mà mình mặc. Thì để đáp ứng những cái mong muốn cũng như nhu cầu của tất cả các bạn, thì tại CW của chúng tôi có rất là nhiều màu để cho khách hàng lựa chọn. Nhưng mà cái màu mà hiện tại đang thu hút giới trẻ và cũng như là tự nhiên, không cần phải make up và phù hợp với trang phục cũng như hàng ngày. Và theo cái xu hướng phương Tây thì màu hồng nude đang là cái màu được rất là nhiều những cái bạn trẻ chọn. Bạn Như Huỳnh ơi, tại Bệnh viện Thẩm mỹ CW Hàn Quốc thì dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, thứ nhất là được cập nhật công nghệ tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam, cùng với sở hữu vật tư cũng là được nhập khẩu độc quyền, nên là về chất lượng an toàn thì bạn hoàn toàn yên tâm.